Mũ da là sản phẩm đang được ưa chuộng không chỉ vì nó đa dạng kiểu dáng, giữ ấm trước những cơn gió mùa đông, mà nó còn là phụ kiện tạo nên phong cách thời trang đẳng cấp. Nếu được chăm sóc đúng cách thì mũ da có thể tồn tại trong nhiều năm. Vì vậy hãy cùng Oba tìm hiểu cách làm sạch mũ da cực chuẩn trong video này nhé. 1. Cách làm sạch mũ da bị giám nắng Chìa khóa để giữ cho một chiếc mũ da bị giám nắng trông đẹp nhất và bảo vệ bạn khỏi thời tiết là cách bạn xử lý nó trước khi mang ra ngoài hãy hỏi người bán về độ hoàn thiện của da và tìm hiểu kỹ đảm bảo rằng da được xử lý đúng cách bằng chất bảo vệ da khi một chiếc mũ da bị dám nắng mất đi vẻ đẹp của nó hãy xử lý nó bằng dung dịch dưỡng da hoặc nước tẩy trang bán trên thị trường nếu mũ rẻ hơn hoặc mua ở cửa hàng đồ cũ bạn có thể mua các sản phẩm bảo vệ da ở cả dạng lòng hoặc dạng xịt chất bảo vệ giúp đẩy lùi nước và ngăn ngừa các vết ố trên bề mặt da các sản phẩm bảo vệ nên được bôi lại ít nhất hàng năm hoặc thường xuyên hơn nếu mũ da thường xuyên tiếp xúc với thời tiết khắc nghiệt. 2. Cách làm sạch mũ da lộn Nếu định đội mũ da lộn hàng ngày, bạn có thể cân nhắc việc xử lý mũ bằng chất bảo vệ da lộn và nu búc dạng xịt. Sản phẩm này sẽ giúp chống lại mưa và bảo vệ nó khỏi bị ố vàng quá mức. Để giữ cho chiếc mũ trông đẹp nhất, hãy sử dụng bàn chải lông mềm. Nó có trong bộ dụng cụ vệ sinh da lộn ít nhất hàng tuần để loại bỏ bụi bẩn. Đối với những khu vực mũ có vẻ bị mờ, hãy đánh bóng bằng vài nhám để nâng cao độ bóng các vết dầu có thể được làm sạch bằng bột ngô để bột nghỉ trên vết bẩn trong vài giờ để thấm dầu rồi trải đi lặp lại cho đến khi hết dầu đối với những vết bẩn quá dài hãy xử lý tại chỗ bằng hỗn hợp chất tẩy rửa nhẹ và nước rửa sạch bằng cách lau bằng vài trắng sạch nhúng nước để khô trong không khí và sau đó trải để phục hồi trong thời gian ngắn tránh để mũ da lộn của bạn bị ướt quá mức rũ sạch phần nước thừa và để khô trong không khí lau khô trên mũ nếu có thể để tránh bị co và biến dạng đảm bảo mũ khô hoàn toàn trước khi đội lại hoặc cất giữ như vậy, Oba đã giới thiệu cho các bạn cách làm sạch mũ da cực chuẩn. Một chiếc mũ da bền và đẹp sẽ như là người bạn đồng hành với ta trong những chặng đường dài. Hãy chăm sóc chúng thật cẩn thận, đồ da càng lâu càng tăng thêm sự sang trọng cho chủ sở hữu. Cảm ơn bạn đã theo dõi video, nhấn like và đăng ký để xem thêm các video mới từ Oba nhé.